Chúng tôi đang có mặt tại vườn cà phê có tuổi đời trên 10 năm. Để sử dụng bình xịt điện thông thường, phun thuốc cho cà phê, sâu hại, bệnh nấm cho cà phê. Đặc điểm của cây cà phê là tán rất dày, dài và nhiều lá, rất khó có thể xịt thẩm thấu ướt đều từ ngoài vào trong của cây cà phê được với những bình xịt điện dạng thông thường từ trước đến giờ chúng ta sử dụng. Và hôm nay chúng tôi giới thiệu với bà con giải pháp để xử lý được vấn đề đó một cách triệt để. Đó là súng phun sương cao áp Takeo TK3X. Súng phun sương cao áp Takeo TK3X có tác dụng hỗ trợ đẩy dòng nước đi mạnh hơn, xa hơn, đa dạng xương và mịn hơn, giúp máy có thể xuyên vào mọi ngóc ngách của cây cà phê lậm rạp từ trong ra ngoài một cách đều hơn và tiết kiệm thuốc hơn, giúp bà con sử dụng xịt nhanh hơn, không mất nhiều thời gian cũng như lượng thuốc. Bà con có thể dễ dàng nhìn thấy khách hàng của chúng tôi sử dụng một cách rất là dễ dàng, thuần thục và nhẹ nhàng. Súng phun sương cao áp Takeo TK3X có trọng lượng chỉ 2,3 kg, chúng ta có thể dễ dàng cầm một tay để phun xịt mà không hề cảm thấy nặng nề. Với sự hỗ trợ của súng phun sương cao áp Takeo TK3X thì việc xịt thuốc trở nên rất là nhẹ nhàng, dễ dàng.